Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định đã thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và biên bản tổng kết của bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 57 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trên tổng số 95 người ứng cử tại 19 đơn vị bầu cử, trong đó có 15 đại biểu nữ chiếm 26,31%, 4 đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 7,01%, 6 đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 10,52% hai đại biểu ngoại đảng chiếm 3,50%, hai đại biểu tôn giáo chiếm 3,5%, 19 đại biểu tái cử chiếm 33,33%. ,33%. Đại diện do Hội Phật giáo Việt Nam đắc cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định là Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Thế danh Hà Thanh Tú, sinh năm 1975, Phó ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, trụ trì Tổ đình Thiên Đức, đắc cử tại đơn vị bầu cử số 5.